Nhưng mà cô tưởng nghe lại như là bố đòi mạng thông thường vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tiêu Vân Hân căn bản cũng không phải là đang gọi từ thiên nhiên, từ khi Tiểu Gia Hỏa có thể nói, sau đó không kêu lên từ thiên nhiên một tiếng ba ba. Lần này có thể nói là hắn lần thứ nhất kêu gọi, nhưng mà quốc tử lại biết hắn là đang gọi Hoắc Vũ Hạo đó. Hai từ chắc chắn sẽ là không làm bộ đủ đấy, quốc tử thật sự rất là sợ rằng hai từ lỡ miệng nói. May mắn là ngoại trừ hai tiếng kêu gọi bên ngoài ra, Tiêu Vân Hân cũng không có nói thêm cái gì nữa. Quốc tử một bực ôm nhi tử ở trở lại tầm cung, mới xem như là nhẹ nhàng thở ra, thân sắc trên mặt cực kỳ khẩn trương. Binh lui tả hữu, lang đem nhi tử đặt ở trên giường, thân sắc trên mặt dần dần buông lỏng, đồng thời cũng dần dần trở lên buồng vô cớ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Tiểu Vân Hãm rồi nói: "Bà bối, ngươi quả thật là thiên tính cho phép, ngươi yên tâm đi, mẫu thân vô luận vất vả như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi bị lửa phần ủy khuất." Chiến tranh cuối cùng vẫn là phải tới, Huyền Lão thở dài một tiếng. Vũ Hào đem việc này trải qua hoàn chỉnh hồi báo một lần nữa, cũng không có dấu giếm chuyện hắn cùng với đem Tiểu Vân Hãn đưa trở về. Huyền Lão cũng không có hỏi nhiều, cũng không có trách cứ hắn giả, chỉ là thở dài một tiếng như vậy. Lúc này đây, chúng ta mặc dù nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng mà Nhật Quyệt Đế Quốc cũng đồng dạng trải qua 2 năm tĩnh dưỡng, lần nữa phát động ra nhất định là lô đình vạn quân. Hơn nữa chúng ta bây giờ căn bản không xếp bọn hắn muốn công kích địa phương nào cả, bản thân là vấn đề lớn, Vũ Hạo à, nói cái nhìn của người đi. Vũ Hạo lại nói, thế công trước mắt đã rất sáng suốt, Nhật Nguyên Đế Quốc nhiều trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ hồn đạo khí phương diện khoa học kỹ thuật trình độ phát triển sẽ chỉ ở trên phía trên phán đoán của chúng ta. Lần nữa đến đây nhiều trước do đế hậu chiến thắng thống soái, ta hiểu rõ rằng nàng lúc trước nàng cũng đã là từng là đệ tử của Hiền Lão Sư, làng phương diện quân sự vượt xa hồn đạo sư phương diện thiên phú, rất do khó đối phó, am hiểu dùng các loại miêu kế, vô luận là đảng binh hay là kỳ binh đều là vận dụng xuất thần nhập hóa. Lúc trước công phá Minh Đấu Sơn Mạch xâm chiếm Tinh Là Đế Quốc, lặng yên đem chủ công phương hướng nhắm vào Thiên Hồn Đế Quốc. Hơn nữa một kích kia có hiệu quả, kết quả là xuất xứ từ tay của nàng. Là hiện tại nắm giữ thực lực cường thế, muốn đối kháng với chính diện nàng sẽ là rất khó khăn phi thường. Chính diện chúng ta thực lực sai biệt rất lớn, như vậy cũng chỉ có thể dùng kỳ binh rồi. Xem ra theo ta phán đoán, Nhật Nguyên Đế Quốc phương diện tất nhiên sẽ là bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch đóng quân một nhánh quân đội này, ám sát Tinh Là Đế Quốc quân đội, sở dĩ bọn hắn xâm lấn, mà bọn họ đại bộ phận này vẫn là biến lái giả nhập chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc cảnh lối. Như vậy, thể cũng là chủ đóng ở bên cạnh đại quân tụ hợp, uy hiếp của Thiên Hồn Đế Quốc dừa bố, canh tắc thì là có thể tùy thời uy hiếp Tinh Là Đế Quốc. Tinh Là Đế Quốc cùng nguyên lai Thiên Hồn Đế Quốc sắp giới chỗ đó, địa vị vị thế, mặc dù là khu vực đồi núi, nhưng hiệu quả ngăn cản so với Minh Đấu Sơn Mạch chênh lệch khá lớn rồi. Bởi vậy vô luận như thế nào, Nhật Nguyên Đế Quốc phương hướng chiến đấu đã sẽ không buông thả cho ưu thế này. Huyền Lão nha gật đầu rồi nói, như lời của người nói thì là kỳ binh thế nào rồi đây? Vũ Hạo lại nói, Nhật Nguyên Đế Quốc chiếm lĩnh 2/3 thổ địa của Thiên Hồn Đế Quốc, bọn họ 2 năm qua hẳn là đã chiêu dụ không ít tân binh, nhưng mà tân binh đầu chiến đấu cuối cùng cũng có hạn, chân chính cường binh nhất định là có giả tiền tuyến, cho nên có đưa ra đến Nhật Nguyên Đế Quốc phía sau chúng không. Nếu như chúng ta có thể có một kích trì binh này đột nhiên xuất hiện ra ở Nhật Nguyên Đế Quốc quốc hậu phương hướng, ở hậu phương này phá hứa, thậm chí uy hiếp tới Minh Đô, như vậy phía trước chiến đấu thế công một cách tự nhiên sẽ là giảm bớt, thậm chí là toàn bộ tàn giá Nhật Việt Đế Quốc lần này chiến tranh đó. Nguyên trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc dù sao sau lộ trình phòng hậu này, tiêu hao chiến cứ chắc chắn sẽ là chỉ sợ Nhật Việt Đế Quốc. Mà nếu như Nhật Việt Đế Quốc phương diện này khư khư cố chấp tiếp tục tiến công, như vậy tất nhiên càng thêm xâm nhập chúng ta Nguyên trúc Đấu La Đại Lục ở trong biên giới. Chiến tuyến sẽ là kéo dài lâu, tới lúc đó bọn họ tự là càng không cách nào rút lui hoặc quân cứu viện trở về. Huyền Lão cau mày rồi nói, người nói chuyên thần cũng không phải là sai, nhưng một chỉ khi là kỳ binh xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc hậu phương lớn, điều này thật sự là bất khả tư nghi. Vô luận là đường bộ hay là đường thủy lô, Nhật Nguyên Đế Quốc phương diện cũng có đầy đủ cường đại trinh sát lực lượng phong tỏa. Một khi phát hiện ra quân đội của chúng ta, bọn họ cũng tự nhiên trước tiên là sẽ kịp phản ứng. Ta nghĩ rằng không xa Thiên Hồn Đấu Linh cùng với Tinh Là Đế Quốc Tam Quốc này, làm sao có thể được cho bọn họ một chi quân đội này đưa đến Nhật Nguyệt Đế Quốc hậu phương lấy. Vũ Hạo khẽ mỉm cười, có mấy phần trí châu nắm mùi vị rồi nói, Nguyên Trung Đấu La Đại Lục Tam Quốc đương nhiên là không được, bọn họ có bao nhiêu binh lực thậm chí đều ở Nhật Nguyệt Đế Quốc tính toán bên trong, hơn nữa lực chiến đấu cũng xa xa chưa đầy. Chỉ khi nào kỳ binh chẳng những cần cường đại lực lượng phá hoại, hơn nữa còn cần cường đại hơn tính cờ đồng, nhất định là phải có một tay đánh chúng, trong nháy mắt năng lực vàng rồi, nếu không thì kỳ binh hiệu quả tự nhiên là không rõ ràng. Huyền Lão lại nói, nói như vậy thì ở trong lòng của người đã có thể thi hành ra nhiệm vụ đối tượng lần này rồi sao?
Vũ Hạo gật đầu, ngay tại lúc này hắn sẽ là không thừa lúc đục thả câu rồi nói. Có, chính là chúng ta học viện cực khổ huấn luyện ra ba chi hồn đạo sư đoàn đó. Ban đầu Hiên Tử Vân nói lên đề nghị này, tập trung cả sử lên các thành tài phú, hơn lương nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc ủng hộ, đương môn xuất lực, cả thầy dùng thời gian một năm, căn bản hoàn thiện ra ba chi hồn đạo sư quân đoàn, đồng thời cũng đang tiến hành khu chiến giả gõ trống tập huấn. Thật ra thì vô luận là Hiên Tử Vân, Vũ Hạo hay là sử lên các học viện cao tầng cũng không biết, bàn về thực lực chiến đấu, ba chi hồn đạo sư đoàn ở trên thực tế cần công cách nào cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc lá bài chủ chốt này hồn đạo sư đoàn chống lại. Bởi vì năng lực của bọn họ quá chỉ là có một, ba cái hồn đạo sư đoàn này chỉ có một năng lực phi hành, khác hai cánh mặc dù là đều là có đặc sắc, nhưng tổng hợp lực chiến đấu cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc những thứ kia hồn đạo sư đoàn so sánh, sai vẫn là không ít, bởi vì khuyết điểm cũng đã quá rõ ràng. Cho dù là như vậy, đây đã là hài lắm quả sử lên các học viện tâm huyết kết tính. Vũ Hạo chợt nó lên muốn dùng ba chi hồn đạo sư đoàn, cho dù là Huyền Lão, sắc mặt đều có chút thay đổi, bởi vì tổn thất không nổi. Đến phía sau tác chiến, đừng nói như thế nào đem người vận đưa quá, coi như là đưa quá, như vậy thì ở trong chiến đấu có thể không tổn thất hay sao? Ba chi hồn đạo sư đoàn này như là mấy ngàn danh hồn đạo sư đạo thánh, cơ hồ căn bản là cả sư lên các học viện. Nếu như ba chi hồn đạo sư đoàn này toàn quân bị diệt, như vậy thì sư lên các học viện cũng chắc chắn sư này chưa từng có bị thương nặng như vậy. Vua Hào dĩ nhiên biết Huyền Lão cố kỵ cái gì, trở lại ở trên chiến trường này, ở trong đầu của hắn đã đem kế hoạch của mình từng bước hoàn thiện. Huyền Lão, người đã quên hay sao? Của ta vong linh bán thị diễn, ta không có biện pháp đem mấy ngàn người tạo thành hồn đạo sư đoàn dẫn vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nối. Nhưng nếu như chỉ có là một người của ta, Nhật Nguyệt Đế quốc những thứ kia so xét hồn đạo khí chính là người mù mà thôi. Ta cầm lên Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung đi tới đi lùi mấy lần đã đủ để chứng minh điểm này rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, trên khuôn mặt xà lụa trong nháy mắt này toát ra vẻ khiếp sợ. Hai trong mắt chợt sáng choang, vì vậy mà đưa đến trên người của hắn tàn mát ra mãnh liệt tinh thần bà đồng. Ngay cả Vũ Hạo ở mãnh liệt tinh thần lực cũng liên tục không ngừng lùi về phía sau mấy bước để tránh bị xúc kích đến. Đúng vậy, hắn có vong linh bán vị diện. Vong linh bán vị diện này cho dù dung nạp không gian có hạn, hơn nữa còn có vong linh sinh vật nữa. Như vậy lớn như mà có thể không mở ra một chỗ tới dung nạp quân đội này. Sau đó thay vào đó Nhật Nguyệt Đế quốc phía sau xuất hiện ra thì thật là bất ngờ. Huyền La phát hiện ra nhịp tim của mình gia tốc. Vũ Hạo lại nói, lộ hành động lần này nhân số không lên quá nhiều, ba chi hồn đạo sư đoán tính cơ động mặc dù không phải là quá mạnh, nhưng mà có tà vong linh bám về diện, như vậy bọn họ tính cơ động đã trở lên độc nhất vô nhị, tương đương với ba chi hồn đạo sư đoán cùng cấp lên cấp 9 phi hành hồn đạo khí rồi. Cứ việc tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường cung cấp phải là thời gian, nhưng như vậy thì thời gian đối với quân đội mà nói đã quá ngắn. Chỉ cần chiến trường chính diện, Tam Quốc có thể kéo Nhật Nguyệt Đế quốc, như vậy ta có lòng tin rằng Nhật Nguyệt Đế quốc phía sau hộ phòng Hoán Vũ, thậm chí uy hiếp được Minh Đô, tới lúc đó chúng ta có thể hành động rồi. Nghe hắn nói như vậy, Huyền Lao hít sâu một cái, dứt khoát kiên quyết rằng nói, lập tức triệu khai ra hai thần các hội nghị thảo luận chuyện này. Lần này hành động chỉ là có thành công, không có thất bại, Vũ Hạo, người canh vác trách nhiệm này. Kế hoạch là Vũ Hạo nói lên, câu trả lời quán chỉ là có bốn chữ, bụng làm xạ chiếu. Sau lửa canh giờ, bao gồm cả bối bối, trước nhà Huyền bọn họ ở bên trong, hai thần các hội nghị nhanh chóng được triển khai. Vũ Hạo lần nữa đối với Huyền Lão sảng thật nói một lần. Nghe hắn chiến thuật to gan, một đám hải thần các túc cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa chưa bị túc lão ở trong cung cũng là không phải là tất cả mọi người biết Vũ Hạo có vong linh bán vị diện. Vũ Hạo, người làm sao có thể bảo đảm rằng người bán vị diện ở trong vong linh này sẽ là không công kích người của chúng ta? Người ước thúc lực lượng có thể chính mình không ở trong đó bảo đảm sao? Phải biết rằng người bên ngoài phi hành ở phía trước Nhật Nguyệt Đế quốc, nếu như người bán vị diện xảy ra vấn đề gì, như vậy chỉ là thiên đại chế cười. Vũ Hạo lại nói, tai nghe làm xá, mắt thấy mới là thật, không bằng ta bằng chuẩn bị túc lão tiến vào trong bán vị diện nhìn một chút. Thông qua Vũ Hạo giảng thuật kế hoạch này, có thể nói hắn vong linh bán vị diện cơ hồ là lần này thay đổi chiến tranh thần khí. Không tận mắt nhìn, các viện sư lên các học viện này túc lão có thể là an tâm đấy. Kèm theo Vũ Hạo, chú ngư liệm chú đem nhánh đại môn mở ra, Vũ Hạo mang theo chuẩn bị túc lão tiến vào trong đến ở trong vong linh bán vị diện của mình. Vong linh bán vị diện ở bên trong, bầu trời hôi là mông mông, tơ đen nhánh người chết đại môn đi ra, đầu tiên chính là cảm giác chính là bị đè nén. Đối với sống người mà nói, lời này bị đè nén hết sức rõ ràng. Âm phong trấn cách đó không xa, mấy khô lô binh không mục đích tiêu sái, đột nhiên cảm nhận được hơi thở sinh linh. Bọn họ cũng là theo bản năng này ngẩng đầu, hướng Vũ Hạo sửa lên các học viện phương hướng mà đoán người.
Trong ánh mắt của Vũ Hạo kim quang chợt lóe, nhưng thú khô lâu bình tĩnh kia không một lần nữa cúi đầu chạy đi như bay. Đã tiến vào nơi này, Túc Lão tự nhiên thói quen. Lần đầu tiên tới đây, chưa bị Túc Lão nhìn mình mông vô bờ, chút nào cũng là không nghĩ tới có sinh mệnh ký tức màu xám trò thổ địa, cũng không khỏi rung động. Đây cũng là một cái hoàn toàn áp đảo lấy Đấu La Đế Quốc, Đấu La Đại Lục ở ngoài bình hành không gian. Vô luận là bình hành không gian cuộc sống gì, chúng cũng là bọn hắn lần đầu tiên thấy qua. Trong mắt của Vũ Hạo, kim quang rút ra, cướp lấy chính là nhàn nhạt, nhạt lãnh lẽo. Ngay sau đó, một đạo bằng làm sắc quang mang trước người hắn lóe ra. Một vóc người khổ vĩ mập mạp giống như trống rỗng xuất hiện ra ở nơi đó. Ông ngoại, thấy đường Vũ Hạo, hắn lập tức thân thiết gọi một tiếng. Có thể không phải là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch hay sao? Đối với Vũ Hạo chính là năng lực. Cho dù là ở sự lãnh các trong học viện này, cũng chỉ có số ít mấy người biết mà thôi. Cho hắn thả ra Băng Hùng Vương, đại đa số Túc Lã cũng là âm thầm dùng mình. Bọn họ đều là sự lãnh các học viện cường xá. Đối với Vũ Hạo năng lực như vậy, cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Chưa vì Túc La, bởi vì sớm tôi cũng đã là phong hào Đấu La, cho nên không cách nào có hồn linh, nhưng cũng không làm trễ lại bọn họ đối với hồn linh nghiên cứu. Ngược lại chính là bọn họ đối với hồn linh hứng thú, thậm chí là đọ với bọn trẻ tuổi này còn lớn hơn. Không nghi ngờ chút nào, Vũ Hạo phóng thích ra cái tên mập mạp này chính là hồn linh một trong của hắn. Vũ Hạo bản thân chính là hồn sư, một người duy nhất có nhiều hồn linh, có thể biến ảo thành hình người, hơn nữa nhìn thật thể đi tới. Không sở hữu, hơn nữa là cảm giác hư ảo, ý vị như thế nào đây? Ý nghĩa rằng mập mạp này trở thành hồn linh của Vũ Hạo trước này, ít nhất cũng là một vị 10 vạn năm tu vi hung thú. Về phần một tiếng kêu gọi ông ngoại này, ngược lại đại đa số người đều quên. Vũ Hạo hướng Tiểu Bạch gật đầu rồi nói, gọi chính người ra đi.